Sao mình cũng gớt dưới là gớt dưới thì mình đi ra từ đầu. À, đi được còn nữa. Chị đi đâu? Tôi đi được. Rồi gớt thì đi lại. Đừng còn em ở đây mà. Đi được thì nói mà đi. Trời ơi là trời, tôi đứng là đừng ai thấy tôi, đừng ai thấy tôi, án binh bất động mọi người. Đó chị qua đường kia đó mọi người. Thấy đường đi khác đó, tôi cũng tin tưởng chắc trên gần đấy. Một đường thẳng băng cho tao. Rồi, sao nữa? Đi thử đi. Chế game này hơi buồn ngủ nha. Hồi nó ra nó hồn cái là đỡ buồn ngủ rồi. Gì vậy, gì Buồn ngủ nữa đi. vậy? Có đâu. Rồi sao? Đi lại chút. Ghê vậy trời. Cái ngục này là cái ngục không lối thoát hay sao đây? Trời. Đấy. Tôi nó bấm vô nó quỷ dẹp tôi chị ơi. Nó nhấn vô cái nút lên ngồi cái đóng cái cửa phòng lại luôn rồi nó bay tắt luôn. Ủa? Ủa sao vậy? Làm sao? Từ từ nha, sức nó dồi quá. Cái gì chơi hả hay sao? Nhưng cái chạy thành hệt ngang cái người sao rồi. Ủa? Ủa? Năm mới chạy ngang đó, bà tôi tìm ra. Trời ơi trời. Quéo dụm.